Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bao với cái men cái mà men lạnh. Đơn giản lắm mà bánh của mình dù để nguội nó cũng vẫn xốp mềm, căng bóng, phình to nè. Với cái một loại bột mì thôi mà bánh nó trắng bông. Mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh bao ngon này nha. Đầu tiên thì mình dùng 300g bột mì. Bên đây là 300ml nước, 2 muỗng cà phê men khô, muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh đường. Và bây giờ các bạn sẽ cho hết lần lượt vô nè. Mình chừa cái phần muối lại nha. Nước cũng cho vô luôn, hoặc là các bạn thay bằng sữa tươi không đường cũng được. Sẽ trộn đều sơn cái cho cái phần đường và men nó tan đều với nhau. Phần nước này mình không cần nước ấm nha. Cuối cùng thì hãy cho muối vô sau để cho men của mình nó hoạt động tốt. Sau đó thì mình cho hết 2 chén bột mì vô là 300g á. Mình dùng cái loại bột mì từ 9 cho đến 11 protein là bánh nó sẽ ngon. Cho vô hết rồi các bạn lắc cái đều cái bọc vậy nè. Làm vậy thấy nó nhanh mà nó không có bị dính nữa. Khỏi cần phải dùng hộp. Trộn đều cái một lượng bột và một lượng nước nha. Thêm vào trong đây muỗng canh dầu ăn. Rồi. Các bạn sẽ lắc đều lên cái nữa là được rồi. Cái phần bột này là mình sẽ đem đi ủ ha. Và một cái cách để cho bánh nó mềm xốp thì mình sẽ đậy kín để tủ lạnh ngăn mát qua một đêm. Đây là cái phần bột cái nè. Mình để trong tủ lạnh qua một đêm thì cũng khoảng 10 tiếng. Nếu mà các bạn làm 8 tiếng cho đến 12 tiếng cũng được ha. Các bạn sẽ cho hết cái phần bột cái vô. Bột cái này mình thấy làm đơn giản mà bánh nó ngon lắm. Sẽ dùng tiếp ở đây là 300g bột mì nữa. Cái phần bột mì này là 2 chén. Mình dùng cái loại bột này nó sẽ trắng cái bánh hơn. Rồi dùng tay các bạn sẽ trộn đều lên nha. Tỷ lệ bột mình dùng ở đây là tổng cộng vừa cái bột khô và cái bột cái luôn là 600g và 300ml nước lọc. Hoặc là các bạn thay sữa tươi thì dùng cái loại không đường, bánh nó sẽ xốp ngon. Tại vì trong đây mình đã nêm 3 muỗng đường rồi đó. Trộn đều xong thì mình thấy khối bột nó đã quyện lại vậy nè. Cái phần bột này nếu mà có hơi cũ thì các bạn có thể thêm một muỗng canh nước nữa. Rồi bây giờ mình đậy kín để 5 phút thôi. Sau 5 phút để cho bột nó nở một chút xíu thì mình sẽ gập bột lại nó sẽ dễ hơn, lúc này cái phần da nó sẽ mịn nhanh hơn á. Còn các bạn trộn một lần thì nó chưa có được mịn đâu. Đây, cái khối bột nó sẽ mịn. Mình thoa lên trên cái mặt bột một chút dầu ăn ha. Để khi mà ủ bột á, nó không có bị dính, nó nở đều lên nó sẽ mềm hơn. Rồi cũng đậy kín, mình chờ từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Chuẩn bị nhân thì mình có ở đây củ sắn. Các bạn lột sạch hết vỏ rồi mình rửa cho nó sạch. Mình gọt ra đây thì mình dùng khoảng nửa củ này thôi ha. 200g củ sắn thôi là nó vừa. Sắc sợi lại. Hoặc là mình băm cho nó nhỏ nhỏ thì nó đều hơn. Rồi các bạn sắc hạt lựu lại nha. Hoặc là mình xay cũng được. Sắc củ sắn xong hết á, thì cho hết vô trong cái túi giấy mùng vậy nè. Các bạn sẽ dắt nó nha. Mình dắt cho nó bớt nước á, thì cái phần nhân của mình trộn nó không có bị ra nước, nó được khô hơn. Dắt khô rồi cho trở lại cái thau nè. Thịt này mình dùng 400g thịt nạc vai heo á, hoặc là nạc dăm á, cho nó ngon, nó có mỡ mỡ. Trộn đều lên. Nếu mà các bạn dùng nạc không thì nó khô. Mình sẽ cho hành lá sắc nhỏ vô. Hành tím phi thơm. Một muỗng canh dầu hào. Muỗng canh đường. Muỗng canh hạt nêm. Tiêu sai. Rồi trộn tất cả lên ha, gia vị vậy là nó vừa luôn á. Cái phần nhân nó sẽ đậm đà ngon. Khỏi cần phải cho muối. Rồi các bạn sẽ đập thịt cho nó mịn lại. Còn nếu mà các bạn nêm hạt nêm ít thì phải dằn thêm chút muối cho nó ngon nha. Mình sẽ vo từng viên luôn. Để cho phần nhân của mình nó chín thì mình phải đi hấp.
cho vào ở giữa tôm khô nè, ngâm nước cho nó nở mềm mình hãy cho vô. Hoặc là các bạn cho trứng cút luộc cũng được. Chất qua cái khuôn này luôn. Mình chia ra 12 viên nhân ha. Mình sẽ đem đi hấp. Nhân này thì các bạn hấp 10 phút là được rồi, là phần nhân nó chín rồi. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn ha. Rồi lấy ra để nghiêng cho nó ráo nước. Quay trở lại thao bột, mình ủ 1 tiếng rưỡi đồng hồ á, bột nó sẽ nở phình lên vậy nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái khối bột ra. Mình thấy bột này á thì nó trắng và cái bánh của mình nó cũng mềm nữa. Gập bột lại, rồi á mình sẽ lấy chút xíu bột khô để mình phủ đều nó. Không có cần phải nhồi kỹ quá đâu. Bây giờ mình chia ra 12 cái cục bột, tương đương là 12 cái bánh á. Mỗi một cái miếng bột á thì các bạn lấy ra, rồi cái mình lận từ bên ngoài vô vậy nè, cho cái phần giá bên ngoài này nó láng hơn, rồi cái túm do cho nó tròn lại để quang bên. Làm lần lượt cho đến hết 12 cái viên bột này. Mình làm đầu tiên á thì sẽ đem ra mình cán sơ qua, rồi á cán lần lượt cho đến hết thì cũng được, thì bột nó sẽ không có bị co. Hoặc là các bạn cán từ miếng rồi mình gói nhân luôn cũng được. Và nhớ là cái mép bột á thì mình làm cho nó mỏng hơn ở chính giữa, thì khi gói bánh nó sẽ đều bột hơn. Nhân này á mình để nghiêng qua để cho nó ráo cái phần nước nha. Các bạn sẽ xếp từng cái mép bột. Đây là cái cách làm đơn giản nhất nè. Xếp từng mép và cái mình túm cho cái phần nhân nó nằm ở giữa, nó không có bị ló ra bên ngoài. Cuối cùng là chốt cái mối và mình bóp chặt cái mối lại để nó không có bị bung ra khi mà mình hấp. Lót bên dưới là miếng giấy nến. Gói xong hết thì các bạn chờ khoảng 5 đến 10 phút. Khi mà mình thấy những cái cánh của cái bánh bao nó nở bung ra vậy nè và nó mềm hơn á. Cái đợt nào mà gói đầu tiên á thì các bạn sẽ xếp ra. Mình sẽ đem hấp trước nha. Còn cái đợt thứ hai á thì mình hấp sau. Chia ra làm 2 lần để hấp nè. Một lần thì mình sẽ hấp được 6 cái bánh. Bắt sẵn nồi nước cho nó sôi bùng lên thì hả cho bánh vô hấp. Và các bạn hấp với lửa lớn, trong vòng 10 phút là bánh nó chín. Sau 10 phút á thì mình tắt bếp nha. Rồi hả mở nắp ra, bánh nó sẽ không có bị sốc nhiệt thì nó sẽ nở đẹp. Lấy bánh ra nè, bánh nở phình to, trắng mà bóng nữa. Rồi các bạn sẽ cho tiếp cái đợt bánh thứ hai vô mình hấp tiếp, cũng hấp 10 phút cho nó chín. Bánh nhìn hấp dẫn quá ha, bột trắng tươi luôn. Phần nhân thì mình cho 2 loại thôi, ăn nó cũng đậm đà và ngon rồi, không có cần thêm trứng cút. Cái lớp bột rất là mềm luôn. Bánh lột da dễ dàng nè. Cái phần ở bên trong thì nó xốp và nó bông, cầm lên rất là nhẹ tay. Bánh mà các bạn lột da được dễ vậy nè thì bánh nó sẽ thành công ngon miệng. Còn mà nó bị dính á, khó lột da là cái bánh của mình ủ chưa có tới bột á. Bên trong có tôm khô nữa, ăn nó cũng thơm và nó lạ miệng. Đây là cái đợt bánh thứ hai nè, mình hấp xong hết rồi nè. Bánh này á các bạn ăn nóng cũng ngon mà ăn nguội cũng ngon. Với cái cách ủ men lạnh này thì mình thấy nó mềm mà nó bông xốp nữa. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.